Xin chào quý vị và các bạn. Trước đây thì tôi cũng hay làm những cái video clip review giới thiệu về các dòng xe ô tô cũ mới. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tôi không giới thiệu về xe. Tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn. Nó không mới ở nước ngoài nhưng lại cực kỳ sang trọng và mới tại Việt Nam. Đó chính là công nghệ cảnh báo điểm mù bằng radar. Cảnh báo điểm mù bằng radar này nó khác xa hoàn toàn tất cả những cái cảnh báo điểm mù trên thị trường dùng cảm biến rồi là dùng sensor, tất cả cái đấy cho đến thời điểm hiện tại thì không cái nào bằng radar, tôi có thể khẳng định luôn. Tại vì sao? Tại vì nó hoạt động bất kể các điều kiện thời tiết, không bị ảnh hưởng bởi mưa gió bão bùng sấm chớp cát bụi, ok hết. Và đặc biệt là cái tầm hoạt động và phát hiện điểm mù của cái radar này nó rất là lớn. Bộ sản phẩm mà tôi đang lắp đặt này có tên gọi là cảnh báo điểm mù BSM01M, được cung cấp bởi Thiên Minh Auto Safety, hệ thống phân phối công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn. Và với cái bộ sản phẩm cảnh báo điểm mù này có hai tùy chọn cho các bạn. Các bạn có thể cài đặt, lắp đặt cái hệ thống đèn LED cảnh báo ở trên cột chữ A này, hoặc là như tôi thì tôi lắp ngay trên cái mặt gương luôn. Mặt gương nguyên bản theo xe các bạn nhé. Các bạn kỹ thuật viên bên Thiên Minh sẽ xử lý, đảm bảo cái tính nguyên bản của xe này và tính thẩm mỹ thì cực kỳ cao. Sau khi lắp đặt bộ sản phẩm này thì tôi sẽ có tới 4 tính năng. Đó chính là phát hiện điểm mù, hỗ trợ chuyển làn an toàn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, và cái cuối cùng đó chính là hỗ trợ mở cửa xe an toàn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu lần lượt những cái tính năng này nó hoạt động ra sao đến quý vị và các bạn, để chúng ta sẽ có một cái nhìn mới, một cái cách tiếp cận mới về những cái công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn. Những cái điểm rất là quan trọng trong cái trường hợp mà chúng ta muốn nâng cấp cái xe, nâng cấp thêm về tính năng an toàn, nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc mà các bạn trang trí thêm đồ chơi rồi là màn DVD, cam lùi, ghế da. Thật ra những cái đấy thì nó chỉ mang hình thức thôi, còn tính thực dụng thì tôi có thể khẳng định luôn, những bộ sản phẩm hỗ trợ lái xe an toàn này nó mới là tính thực dụng, bảo vệ cho gia đình bạn, bảo vệ cho con cái bạn và bảo vệ cả cái tài sản của các bạn, chính là cái chiếc xe này. Rồi ok, lan man quá. Bây giờ tôi quay lại vấn đề chính, đó là cái bộ sản phẩm này nó hoạt động như nào. Nào chúng ta cùng xem. Thứ nhất là về cái tính năng phát hiện điểm mù, thì các bạn lưu ý là với hai cái radar ở phía sau xe này này, nó sẽ liên tục quét, cái tầm quét rất là rộng, cái tầm hơn 100 mét. Và đặc biệt ấy là đã sử dụng cái sóng radar tần số 24 GHz này, nó sẽ không bị cản trở bởi các điều kiện về môi trường, ví dụ như mưa, gió, bụi các thứ là chúng ta không bị ảnh hưởng. Hệ thống sẽ liên tục quét, và khi mà có bất kỳ một cái phương tiện nào đang di chuyển các bạn nhé, đang di chuyển vào trong khu vực điểm mù của xe, tức là cái khu vực mà gương chiếu hậu thì chúng ta không thể quan sát được, kể cả cái gương chiếu hậu trong, gương chiếu hậu ngoài chúng ta đều không quan sát được, nó có một góc rất nhỏ ấy. Đấy chính là cái điểm mù chết người, mà không phải là quý vị và các bạn nào cũng có thể quan sát hết được. Điểm mù mà không bao giờ quan sát được, hệ thống sẽ quét liên tục và phát hiện những cái điểm mù. Các bạn lưu ý là hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo trong trường hợp này xe bên ngoài đi vào vị trí điểm mù và có vận tốc lớn hơn vận tốc thực tại của xe mình, có nghĩa là đang có dấu hiệu vượt lên, thì khi đó hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo, và nó sẽ đưa ra cảnh báo bằng cách sáng cái đèn LED lên, điểm mù ở bên nào thì sáng đèn bên đấy. Đó là về phát hiện điểm mù. Cái thứ hai, sau khi mà phát hiện điểm mù này rồi thì nó sẽ hỗ trợ chuyển làn như thế nào. Đây chúng ta sẽ thử luôn này. Đây, các bạn nhìn này, đó đã phát hiện điểm mù rồi. Khi mà điểm mù bên trái này của tôi này đang có xe băng lên ấy, nếu bây giờ tôi xi nhan trái thì sao? Nào tôi xi nhan trái, đó bạn thấy không, đèn LED nó nháy liên tục luôn. Lúc này hệ thống đưa ra cảnh báo là vào thời điểm hiện tại bạn chuyển làn trái là không an toàn, tuy nhiên nếu mà chuyển làn phải thì không vấn đề gì cả. Đó chính là cái tính thông minh của bộ sản phẩm này. Hai tính năng rồi, tính năng thứ ba đó chính là cái tính năng mở cửa an toàn. Cái mở cửa an toàn này thì các bạn biết rồi, rất nhiều cái vụ tức là chúng ta dừng đỗ xe xong rồi không quan sát mở cửa ra cái, thế là cái phe xe đằng sau, mà đặc biệt là xe máy nhé, xe máy đằng sau phía sau băng lên va vào cửa của mình ngã ra, xe đằng sau nữa cán tới thì các bạn biết hậu quả của nó nghiêm trọng như thế nào. Gần đây nhất ngay Bắc Ninh thôi, không đâu xa. Vậy thì cái hệ thống này này nó có một cái hay, tức là
khi chúng ta dừng xe lại, thậm chí là các bạn tắt máy luôn, hệ thống này vẫn có thể hoạt động và đưa ra cảnh báo bằng cái đèn LED ở trên gương này kìa. Đó, các bạn thấy không, những cái pha băng cắt như này, nếu mà chúng ta không có cái hệ thống cảnh báo này thì thật sự là tôi không biết là lấy cái gì ra để mà xử lý luôn. Thì rất may là có hệ thống này. Cái chức năng thứ tư của cái bộ sản phẩm này đó chính là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Cái này tôi thấy nó thực sự hữu dụng, đặc biệt ở trong các trường hợp ví dụ như bạn lùi từ trong ngõ ra này, lùi từ trên nhà xuống, hoặc là đơn giản chỉ là ở trong cái bãi đỗ xe đi siêu thị, hai xe đỗ sát rồi, lúc đó gương của các bạn không thể quan sát được, cả bến lùi thì phải tầm 1,5 mét mới nhận diện, camera lùi thì cũng chỉ nhìn được một cái góc rất là hẹp thôi, khoảng tầm 6-70 độ. Vậy thì những cái xe nó băng ra, băng qua một cách đột ngột, chúng ta làm nào? Đây là cách xử lý duy nhất, đó chính là cái hệ thống cảnh báo điểm mù này với chức năng RCTA, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Khi tôi vào số lùi này, đó, xe bắt đầu lùi ra. Nếu có phương tiện cắt ngang thì ngay lập tức này, phương tiện băng qua bên nào, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo nháy đèn ở bên đó. Các bạn thấy yên tâm, cái này thì nó không khác gì cái gọi là lùi mù ở trên cái hệ thống xe Lexus 570 cả. Sau khi lắp đặt và trải nghiệm với sản phẩm này với giá rất là rẻ thôi, nó chỉ đâu đó chưa đến 10 triệu, khuyến mại các kiểu tùy thời điểm, rẻ lắm, nói chung là rẻ, rất là hài lòng. Và tôi đã trải nghiệm sản phẩm này cũng được khá lâu rồi, đến nay cũng phải được tầm 3 tháng, giới thiệu anh em bạn bè lắp đặt rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì quan trọng nhất vẫn là an toàn. 78% các vụ tai nạn tại Việt Nam đa số là do điểm mù, chúng ta bị băng cắt bất ngờ, không kịp xử lý, rồi là vào những vị trí điểm mù không thể quan sát được, gây ra những cái hậu quả phải nói là thật sự đáng tiếc. Thì tôi cũng rất mong là trong thời gian tới, Thiên Minh Auto Safety này, một hệ thống phân phối công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn, có thể mang đến cho chúng ta những cái sản phẩm an toàn hơn nữa, chất lượng hơn nữa, giống như cái sản phẩm cảnh báo điểm mù BSM01M này. Rồi một lần nữa thì tôi xin chân thành cảm ơn Thiên Minh Auto Safety đã lắp đặt giảm giá cho tôi bộ sản phẩm này, cùng với đó là tạo điều kiện để tôi có thể làm một cái video review này. Nếu các bạn cần tư vấn thêm về sản phẩm thì vui lòng liên hệ với bên Thiên Minh nhé. Thiên Minh Auto Safety, số 88 Khúc Thừa Dũng. Tôi xin cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn. Thiên Minh Auto Safety, hệ thống phân phối thiết bị công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn.